Deutsche Gefangene. Das Schicksal nach ihrer Freilassung ist mehr als ungewiss. Der schnellste Các bạn tù binh Đức. Số phận các bạn sau khi được tha thật là bấp bênh. Con đường nhanh nhất và chắc chắn nhất đưa các bạn đến tự do là sang Đông Dương. Các bạn hãy đến đăng ký tại trụ sở binh đoàn Lê Dương thuộc quân đội Viễn Chinh Pháp, một quân đoàn thiện chiến, trang bị đầy đủ, không phân biệt dân tộc và xóa bỏ quá khứ. Việc khám sức khỏe tiến hành vào thứ hai hàng tuần. Một cuộc sống mới đang đón chờ các bạn. Cuộc sống tự do và nhiều bổng lộc. Hẹn gặp lại nhau ở Việt Nam. Thank you.
Đồng chí Hải đợi anh ở trong nhà này. Phố đang vắng, anh vào ngay đi. Anh không đón Noel với em được đâu. Anh được lệnh đột xuất, phải ra vùng tự do ngay đêm nay. Amin, tôi đang chờ anh đây. Đây là người hàng binh bị án tử hình, Pháp đang truy tìm. Còn đây, Nam, vợ tôi. Mời các anh lên trên gác. Anh không thể ở lại đây đến mai được ư? Ngày mai đi đỡ nguy hiểm hơn các anh ạ. Đường dây ra vùng tự do đã chuẩn bị cho đêm nay rồi. Đêm Noel mọi người bị hút vào các cuộc vui chơi. May đấy. Bây giờ tên anh là Paul Morrison, căn cước giả. Nếu không phải dùng tới thì tốt nhất. Anh Amin mong anh chóng tới vùng tự do. Anh cứ yên tâm, anh Hải rất thông thạo đường ra. Nào, em hiểu cho anh. Anh đi đi.
Hình như vợ anh giận tôi lắm thì phải. Anh thông cảm cho. Vợ chồng tôi đã xa nhau mấy năm nay rồi. Cô ấy phải gắng mà vượt qua thôi. Như những lần trước cũng vậy anh ạ. Cảm ơn. Còn gia đình anh thế nào? Bây giờ ở đâu? Gia đình tôi có còn ai nữa đâu. Ở chỗ anh có ai là hàng binh mà đã từng là lính Lê Dương như tôi chưa? Thuyền ai kia? Vào đây trình giấy tờ. Nhanh lên nào. Bây giờ làm thế nào anh? Hội thề ấm ớ. À, ông lý trưởng lưu khu. Này, ông lưu khu đấy. Chúng mày hãy mở mắt to ra mà nhìn. Trông vào chúng mày là hỏng hết. Tao để ở đây, ở ngay cái bến này. Đây là lệ quan ạ. Con ruồi bay qua tao biết ngay là con đực, con cái. À, lão già vẫn được khách sộp đấy nhỉ. Cổ cồn cà vạt hẳn hoi. Chắc là thó được ở đâu đây. Phải lục soát kỹ bọn này mới được. Lơ mơ là chết. Lính đầu. Đã. Cậu đeo kính vào đi. Nhanh lên Amin. Con nhà. Con mà chạy xuống ông. Đi đi. Các ông đã bị bắt. Đi theo tôi. Xin phép ông Lý cho tôi được giới thiệu ngôi chùa cổ này với ông bạn đồng nghiệp của tôi được không ạ? Dạ. Mời ông Lý xin nước ạ. Bye.
Giáo thú cưng, quân vô dụng. Tao mà làm sao, tao sẽ chu di tam tộc cho mày. Sao vậy ông? Còn cứ tưởng giả vờ. Chạm giao liên sau chờ các anh ở trong làng. Máy bay nó mà nghe thấy thì bỏ mẹ em rồi. Anh Nam anh nhanh lên. Này, anh đồng chí Việt Nam ơi ơi, xuống đây giúp chúng em một tay nào. Kìa xuống kia. Này, lên lên đi. Cứ lên, chỉ điểm cho máy bay à? Muốn ăn bom phải không?
Tôi có nhiệm vụ đưa người lính Lê Dương này vào ATK. Tôi tưởng các anh phải bắn chết hết bọn Pháp này đi chứ. Nuôi chúng nó làm gì cho tốn cơm. Đồng chí này hoạt động cho ta trong hàng ngũ Lê Dương, đã bị Pháp kết án, bị truy lùng. Tôi là người Đức không phải Pháp đâu. À, thì ra không phải Pháp mà chính là một tên phát xít. Tôi không phải là phát xít. Tôi rất căm thù bọn chúng nó. Vì chống phát xít Đức, anh phiêu dạt khắp nơi. Khi hết chiến tranh, bị bắt, đưa vào Lê Dương Pháp, bị chúng tống sang đây. Và bây giờ, anh đã tìm sang với chúng ta. Ôi, tôi không nghe các anh vòng vo tam quốc mãi đâu. Thôi đi đi. Cáo anh Hoàng. Hay quá, đang chờ cậu. Công việc ổn cả rồi. Anh Hàng Binh đã tới. Đề nghị anh cho về chỗ tôi nhé. Được thôi. Thế nào đồng chí Amin, đi đường có vất vả không? Bây giờ nguyện vọng của đồng chí là gì nào? Có cần nghỉ không? Tôi rất muốn được giao nhiệm vụ. Thế các đồng chí không cần đến tôi à? Rất cần chứ. Như đồng chí có định hồi hương không đã? Tôi làm gì còn quê hương đâu mà về. Có. Có một nước Đức mới vừa được thành lập. Một nước Đức dân chủ. Dân chủ, làm sao mà có dân chủ ở đất nước ấy? Tôi trở về sẽ bị bắt ngay. Tôi không bao giờ trở về. Amin, nếu đồng chí chưa muốn quay trở về, chúng tôi bố trí công tác cho đồng chí ngay. Trước chiến tranh, đồng chí là thợ in có phải không? Chẳng lẽ đồng chí lại muốn tôi làm thợ in ở đây à? Chúng tôi không bắt buộc đâu. Chỉ gợi ý thôi. Thế bây giờ đồng chí muốn làm gì nào? Chiến đấu chống lại bọn Lê Dương. Một đội quân Lê Dương chống lại một đội quân Lê Dương. Hay đấy. Chúng tôi sẽ giao cho đồng chí phụ trách một nhóm hàng binh. Đơn vị sẽ làm công tác địch vận. Thêm được một người lính Lê Dương phản chiến, đòi hồi hương, thì hơn là phải bắn chết anh ta. Đồng chí hãy suy nghĩ về điều này và thử làm đi. À, ở Hà Nội đồng chí chưa kịp kiếm cái lệnh truy nã này để làm kỷ niệm phải không? Cũng là sản phẩm của nghề in đấy.
Amin này, hả? Cậu về phòng địch vận của bọn mình hay quá đấy, đang cần người thạo tiếng Đức. Nhưng mà mình đã cầm bút viết truyền đơn bao giờ đâu? Thì trước kia mình cũng chưa bao giờ cầm đến khẩu súng. Chào bác anh. Đây là cô Liên, biên tập viên chỗ chúng tôi. Cô ấy theo dõi tình hình lính Âu Phi. Chào chị. Anh về Hà Nội thế nào ạ? Nhà in đang gặp sự cố anh ạ. Một máy in bị hỏng. Máy hỏng đã lâu chưa? Từ hôm kia ạ. Chúng ta đến đó đi. Chữa máy về cho ông đây. Máy chữa xong rồi. Cảm ơn. Cửa không sao chữa nổi. Thế à? Thôi từ nay trở đi không còn lo máy hỏng, vì đã có chuyên gia. Đây, anh ấy đây. Amin, hàng binh gầy Đức, vừa được bổ sung về chỗ ta đấy. Anh lên thăm xưởng in đi. Tôi xem cái máy một chút nhé. Được, đồng chí vào xem họ. Vâng. Sơn này, ông bố trí chỗ ở cho đồng chí ấy nhé. À, được thôi, đồng chí ấy sẽ ở luôn nhà tôi. Cấp dưỡng đã là chuẩn bị cơm rồi. Anh Hải này, ta bắt được nhiều thư Lê Dương lắm. Em sẽ đưa sang cho Amin nghiên cứu, để anh ấy viết truyền đơn cho hợp tâm lý chúng. À, tốt lắm. Phải bỏ nghề, gần 8 năm rồi, các bác ạ. À. Mày vào đây, cút nhanh lên, tao lại cho một trận bây giờ. Nhanh lên đi. Này, có thêm chất tươi đây, tôi về nấu cơm trước. Các vị xong việc về ngay nhé. Nhanh nhanh lên kiểu nguội đấy. Nấu ngon lắm. Này, nhóm hàng binh bao giờ đến nhỉ? Cũng sắp rồi đấy. Sau Tết mình sẽ đi đón họ về. Đều là người Đức như cậu cả thôi. Gầy nhỉ.
Mình đã có kinh nghiệm chỉ huy ai đâu. Làm đi, rồi khắc biết. Sao? Sao cơ? Hàng binh nào? Cầm vào tốt cửa. Thế thì khắp vùng này sẽ náo động lên. Bọn Tây mà đánh hơi thấy, thì cái sảnh yên này khó mà yên ổn. Theo tôi, các anh nên tính kỹ lại đi. Vân đâu? Nhà cửa ngổn ngang, chẳng chịu dọn dẹp gì cả. Suốt ngày chỉ đàn chỉ hát. Anh cứ để đấy mai em dọn. Việc gì anh cứ phải làm ầm lên thế. Mai, nào mai. Kể ông Sơn mắm tôm, tết nhất đến nơi rồi mà. Thôi, em chịu thôi. Ơ, mày làm nũng với ai thế? Với ông Tây kia hả? Các cô tập đã ổn chưa thế? Tập kỹ nhé, có cả bạn nước ngoài đấy. Của Tây đây, anh tìm hiểu tâm lý chúng nó nhé. Còn lạ gì lũ này nữa mà. Chị em ơi, Tiểu đâu mà đẹp như sao băng thế nhỉ? Sao lại khen Tiểu đẹp thế cô Màu ơi? Đẹp thì người ta khen chứ sao. Này chị em ơi, Tiểu đâu đây mà chùa này mà có cao ba ngắn đây, lông mày nét ngang đây thầy Tiểu ơi, đến giờ ấy mấy chùa thế mà chùa này người ở đâu? Còn là mình nữa, mình đã mất gia đình, mất tuổi trẻ, mình đã mất tất cả, kể cả tình yêu. Cậu đang nghĩ đến vợ cậu. Thầy Tiểu ơi, mình thương cô ấy quá. Chạy chỉ mô phật mãi thôi.
các anh lính Lê Dương người Đức ở Việt Nam. Ở Việt Nam hay ở Đông Dương? Ôi, đẹp quá. Quê anh đấy à? Gửi cho anh đấy à? Của gia đình anh phải không? Bố mẹ anh à? Trong chiến tranh, cái gì cũng khó khăn. Cả bưu điện nữa cũng vậy. Nhưng khi kháng chiến thành công rồi, thì ngày nào anh cũng nhận được thư cho mà xem. Biết đâu lúc đó anh lại trở về nước rồi. Tôi sẽ không về Vân ạ. Vân ơi, lại sang đây quấy rầy, để cho anh làm việc chứ. Xem này, anh đã kịp sắm Tết đầy đủ. Đây, còn cái khăn này, anh mua cho cô diện Tết. Amin, có cái chè, quả của anh, uống cái này vào là tỉnh lắm đấy. Anh thấy chè thanh niên của chúng tôi thế nào? Vâng. Các anh lính Lê Dương người Đức ở Đông Dương. Người Pháp đã trả công cho các anh cái gì? Vì ai mà các anh phải xa gia đình vợ con? Vì ai mà các anh phải hy sinh tính mạng? Lần sau tớ mà đi vắng, cậu sẽ không còn lo thiếu bạn nữa nhé. Đây là Amin, người đến trước các anh. Ấy, trông cô em khó quá. Ở đây xem ra ăn thua đấy. Nói gì lạ thế?
Thưa bà con, thưa các đồng chí, hôm nay chúng ta đón một số anh em về ở với chúng ta. Sau này, anh em sẽ về các đơn vị làm công tác địch vận. Làm gì? Đêm nay, số anh em hàng binh này sẽ nghỉ tạm lại ở nhà bác Kim, bác của đồng chí Sơn. Dạ, mời bác quay lại để anh em nhìn rõ ạ. Ngày mai, chúng ta gửi anh em vào ở nhờ các gia đình trong bản. Chúng tôi giới thiệu rõ từng người một để các đồng chí chúng ta tiện liên hệ. Em đi, anh làm giúp việc đó được không? Thưa các đồng chí, thưa các đồng chí nữ, cảm ơn vì sự đón tiếp này. Xin bắt đầu bằng người tốt nhất của chúng tôi là Bích cả. Anh ta làm cái gì cũng thảm, của hiếm trong hàng ngũ Lê Dương đấy. Cạnh đấy, các anh có dâu là Charlie, một người lúc nào cũng im lặng. Charlie, tự giới thiệu xem nào. À, được, cậu không nói để tớ nói. Anh ta bị bọn Pháp bỏ tù vì không chịu bắn vào người Việt Nam, rồi trốn khỏi nhà tù sang đây. Còn đây là Cao Bèn, đại lý rượu của chúng tôi. Có tài làm mọi chai rượu đầy thành vơi, mọi chai vơi thành đầy. Ai cần uống có ngay, nhưng giá cả thì khí chát đấy. Cuối cùng là Benny, lúc nào cũng run cầm cập, hay sốt rét lắm. Chị em ở đây không chê vào đâu được. Có việc gì thế này? Tôi đến muộn rồi, Eddie. Kịch cô đấy. Cậu ta là mê gái lắm. Cảm ơn Eddie đã cho chúng tôi biết sơ qua về anh em mới tới. Xin nói qua, Eddie đã từng bị phát xít Đức kết án chung thân. Chỉ trong vòng có một tuần lễ mà bị rụng hết cả mái tóc đấy. Amin, cậu là chỉ huy, Eddie là phó nhé. Xin thưa bà con, những anh em mới đến còn nhiều bỡ ngỡ, mong bà con thông cảm. Còn anh em kháng chiến nhiều khó khăn, chúng ta cùng cố gắng khắc phục. Đêm này tha hồ mà ngắm trăng nhé. À, muốn ngắm cũng phải ngắm. Thank you.
đồng chí chỉ huy, đồng chí thử nghĩ xem, các đồng chí hàng binh không muốn ở nhà dân để khỏi làm phiền bà con. Vì đêm đêm anh em còn phải có nhiều chuyện riêng tư nữa kia mà. Đúng đấy, ở đây mà say thì dễ đổ lắm. Lại còn đồ đạc nữa chứ, nhớ mất mát thì sao? Được. Bắt đầu từ mai, nhóm anh em chúng ta sẽ tự làm lấy nhà riêng để ở. Các anh giúp thêm nhé. Nhớ đấy nhá. Tốt đẹp đấy. Thế mà trước cậu cứ lo anh em không chịu làm. Lạc quan hơi sớm. Tốt nhất cứ phát súng cho chúng tôi, chẳng gây dậy chúng tôi làm nhà cả đâu. Tôi biết rồi. Lính Lê Dương chỉ được cái giỏi phá. Này, giường của chúng tôi phải chặt dài từ đây này, còn của tớ phải xuống tận đây này, mà phải làm thật chắc chắn vào, chị em đến chơi đỡ còn kẹt. Để tớ chạy đi kiếm tí chất cay nhá. Làm thế này thì hết hơi quá, không làm thì không lấy cái gì mà ăn. Chuyến đơn đầu tiên của các anh vừa được in xong đây này. Hỡi các anh lính Lê Dương gốc Đức ở Việt Nam, người Pháp đã trả công cho các anh cái gì? Tôi thấy nó thế nào? Liệu họ có nghe mình không nhỉ? Thế trước kia, tại sao anh lại tin? Hay anh có thể viết cho xúc động hơn được không? Mà nói nhé, ngớ ngẩn, rất ngớ ngẩn, bọn nó sẽ cười bò ra, chứ chẳng chịu đào ngũ sang với cậu đâu, đừng có mà tưởng. Thế theo cậu thì nên thế nào? Nếu chị Liên cứ nhìn tôi như thế này, thì tôi không thể tập trung được đâu. Thật đấy, khi chị nhìn tôi cứ thấy nôn nao cả người lên. Anh Hải, trời đẹp không? Đẹp lắm. Các cậu định chiêu tức máy bay đấy à? Làm cái gì nguy hiểm thế kia? Xuống ngay! Phá trời đi! Gớm, hôm nay thủ trưởng làm gì mà hắc thế? Muốn phá thì ông cứ việc lên phá đi. Muốn chết hả? Đâu phải là chuyện đùa. Xuống ngay! Lệnh đấy!
Có số hay không thì bảo. Okay. Mọi người! Amin! Làm sao thế? Cần quản lý họ sâu sát hơn nữa mới phải. Tai nạn xảy ra với Amin chỉ là bước đầu. Rồi còn chuyện gì nữa? Bọn phi công Pháp mà phát hiện được chỗ này thì sao? Amin, các anh đến đây làm cái gì? Sao không ở lại mà chiêm ngưỡng lâu đài của các anh? Còn ở đây để mặc chúng tôi. Chị Liên, tôi có việc cần phải bàn ngay với Amin một chút thôi mà. Cho phép tôi nhé. Amin nghe nhé. Tôi có một số ý kiến bổ sung cho tờ truyền đơn của cậu đây này. Amin! Nói to lên chứ. Nói đi. Tôi không nghe thấy gì cả. Nói to lên. Tôi không nghe tiếng mình nữa. Tôi không nghe thấy gì nữa. Không nghe thấy tiếng mình nữa. Chết rồi, anh ấy bị điếc hay sao ấy? Anh Sơn, anh có thể chữa cho anh ấy được không? Thử xem. Được đấy anh ạ. Không thể để thế này được đâu. Anh Sơn, em chạy sang Bắc Kinh, mời bác sang đây ngay. Vâng, vâng. Bây giờ em sang Bắc Kinh, anh cứ bình tĩnh anh ạ. Em đi ngay đây. Con tên là Kim, nay con đã già yếu mắt kém tinh thần, tài cầm không vững. Đáng giờ con không được phép hành tổ tiên truyền lại, nhưng vì người bệnh này cũng thành tâm có đức độ. Con xin phép tổ tiên cho con được làm một lần này nữa. Con xin phép tổ tiên. Ta đi thôi cháu ạ.
Có ai nghe thấy tiếng hô ở trong tài? Có ai nghe thấy không? Vân, Sơn, Eddie, Bắc Kim, Hải. Tôi là kẻ đã bị kết án tử hình mà vẫn còn sống. Nào, Amin, chú ý nhá. Tớ có một số ý kiến đề nghị về tờ chuyến đơn của cậu. Tốt nhất, tất cả mọi người về đi. Anh ấy cần được yên tĩnh chứ không phải suy nghĩ gì cả. Amin, bọn mình hát mừng cậu đã khỏi bệnh. Nghe nhé. La enknak en gus lentin rüten hauken heiden das du jung und magen sind dies ist mein pendas du sind damit Frieden Freuden grüßen grüßen Amin, tôi giới thiệu với anh đây này. Ở trường một, ban ngày là lớp học cho trẻ em, tối là câu lạc bộ của bọn mình. Còn ở tầng dưới này là chỗ ngủ. Nếu cậu cần lên kiểm tra thì lên, nhưng cẩn thận kẻo lại ngã đấy. Máy nước thủ công, sáng chế của Eddie. Đằng nào sau này, một trong số chúng ta cũng phải ở lại đây để trông nhà. Còn khối công việc phải hoàn chỉnh thêm đấy. Nếu có cậu không dám ở lại, sợ chị em bắt nạt, để đấy tớ. Các cậu khá thật đấy. Vân vừa ở đây cơ mà. Hải đâu nhỉ? Thấy anh ấy có vẻ buồn lắm. Hình như ra ngoài quán thì phải. Ta ra đó đi. Cho thoải mái một chút. Bao bên. Rượu của anh đây. Lần sau ra mà lấy nhé. Biến đây, biến đi. Các anh em binh sĩ người Đức ở Việt Nam, chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Đức, Cộng hòa Dân chủ Đức kêu gọi anh em hồi hương. Các anh sẽ được hưởng chính sách khoan hồng và được đảm bảo công ăn việc làm. Ý cậu thế nào? Ở hay về cũng thế thôi. Tại sao? Thì có ai người ta tin mình đâu. Hãy quay trở về nước Đức. Một cuộc sống yên lành đang chờ đón các anh. Berlin, ngày 3 tháng 2 năm 1950. Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Amin chào cậu. Đã mò ra được đến đây thì sẽ đi được khắp mọi nơi.
cảm ơn chị nhé. Hôm nay chúng tôi chỉ uống rượu thôi. Nào. Mình vừa chúc anh Hoàng về. Nhóm các cậu sẽ được cấp vũ khí. Đi phối hợp với các tổ địch vậy. Eddie, cậu tổ chức đi nhận được không? Thế các anh đã tin chúng tôi rồi kìa. Có phải vì cái lâu đài bằng tre đó không? Nói thật là làm nhà còn khó hơn đánh nhau. Cậu không tự tin thì ai tin cậu? Hình như cậu đang băn khoăn một điều gì đấy, có phải không? Cậu đoán đúng đấy, việc riêng của mình thôi. Mình vừa nhận được thư của vợ mình. Lá thư cuối cùng. Cô ấy đi Pháp rồi. Nào, tao uống đi. Tôi nói thật, bọn mình kiểu chết già ở đây mất thôi. Còn phải học cả tiếng Anh nữa. Để tuyên truyền cho mấy thằng Scotland lên rồi. Tụi tin gì cũng có ở trong Lê Dương. Còn phải học cả tiếng của chúng nó nữa. Tồi thật. Chỉ vì em, tôi đã nói với Amin cho tôi được ở lại đây để trông nhà. Đây là nhà hạnh phúc. Cưới xong, em sẽ về đây ở với tôi. Không cần phải đi đâu nữa. Thương lắm. Tôi yêu em mà. Còn một điều khốn nạn nữa là có cả một thằng Maroc trong quân đội Lê Dương này nữa. Liệu chúng ta có phải học thêm tiếng Maroc để tuyên truyền nó không? Hai thằng trai nó nghèo mà rồi. Có ai biết là thằng ấy còn sống hay nó đã chết mẹ rồi? Sally đâu? Nhận luôn hộ cho cả tao Pen đi nhá. Tao Pen vắng mặt hả? Chắc lại đi kiếm cái gì uống rồi. Sao cậu không báo cáo tôi ngay? Nó thường hay mua rượu ở đâu? Thánh cũng không biết. Chẳng hiểu ông ấy mòi rượu ở chỗ nào. Chạy! Chạy!
cả đồng lên cho ông Liên ở đây. Có Ben đâu? Còn là anh không thể trốn trách nhiệm được đâu. Cho tôi gặp anh Hải. Bây giờ tất cả vào chữa cháy để tôi đi tìm anh ấy. Anh Lê, anh Lê, anh Lê, anh Lê, anh Lê, anh Lê, bà con có người nghi ngờ đấy. Đơn vị bị mang tiếng quá. Bom ném đúng lúc các cậu vắng mặt. Sao không ai tố cáo cậu Ben nhỉ? Họ cùng một ruột với nhau cả. Không còn cách nào khác. Buộc lòng phải tạm thu súng của các cậu lại. Giao cho Baker giữ nhé. Sống báo thời tiết. Ớm chưa? Đám hàng bên kia kìa. Tự do đi nhanh nhanh khắp làng. Mà hễ cho nó đậm tới họ thì có là bảo tôi là nguyên tắc, là cứng nhắc. Rồi có nước cấp trên ra để át tôi đi. Theo tôi, ta phải di chuyển nhà yên ngay. Nhất trí thôi. Cho chuyện. Mình biết là cậu đang nhớ nhà, đang nghĩ đến lời kêu gọi hồi hương. Mình cũng vừa nhận nhiệm vụ mới đột xuất. Chúng ta sắp sửa chia tay mỗi người mỗi ngả. Những việc xảy ra vừa rồi làm mình rất băn khoăn. Không biết rồi cuộc đời anh em sẽ thế nào. Bom hát nó ra tận đằng kia, anh chuyển cho SD nhé. Tặng anh hộp dầu, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Quay lại không nhỉ? Nó nợ mày nhiều tiền lắm hả? Cũng khá. Tiền của ta đâu? Bao giờ mang tiền trả cho tao? Đã đi buồn thì phải chờ chứ. Hà cũng sắp về rồi đấy. Đơn vị đang tìm tao.
Chắc là họ nghĩ rằng tao chuẩn thôi. Thì anh chuẩn đi. Anh mà còn sợ à? Hay anh về Hà Nội ở quách với em đi. Tao còn lạ gì cuộc sống chó mai nữa. Về Hà Nội để làm bồi bàn ở quán ăn Lê Dương nha. Chỉ thiếu nước ấy nữa thôi. Lê Dương ở đây trả lại súng cho nhóm các cậu chiến đấu nhé. Theo tôi nên cân nhắc thật kỹ. Còn ý kiến anh Sơn nữa. Nếu đụng đầu với đồng bọn cũ, họ phải tự quyết định, cứ giao súng cho họ. Không sống nổi đâu. Anh Hải, tranh thủ ăn đi lấy một chút. Anh định nhịn à? Này, ăn đi, kẻo đói đấy. Giá như trong nhiệm vụ sắp tới, em được đi theo anh. Vì em đã hiểu anh rồi. Liên, rút xa khỏi cầu đi. Sắp đối mặt với tụi Lê Dương, tôi yêu cầu các cậu hãy chứng minh nhân cách của mình ở đây. Cần phải thắng trong trận này. Ngay nhỉ? Sau trận chiến đấu, mọi người sẽ tự quyết định tương lai của mình. Tôi sẽ trở về Tổ quốc, Cộng hòa Dân chủ Đức. Cậu không nói đùa đấy chứ? Thế cậu với mình à? Trong số các cậu có ai muốn cùng về với mình không? Chờ thư của cậu cái đá. Thằng con Pin nó chờ hết nợ tới đâu.
phải lấy vợ cái đã. Cậu lão quái gì tới chứ. Đường thì xa, mà sức tôi thì... Về đến nhà là... Mình gửi thư ngay. Với con tem như thế này, này. Chẳng lẽ lại thật à? Trông quen quá. Biết không? Đã có lời kêu gọi Lê Dương Đức hồi hương rồi à? An ninh của chúng tớ đã quyết định trở về.
Nếu chúng mày không bắn vào Bích thì chúng mày đã không chết. Đồ ngu!
mình sắp chia tay rồi. Nửa vòng trái đất đấy, không biết đến bao giờ mới có thể lại gặp. Cậu cần nó hơn đấy, giữ lấy làm kỷ niệm. Về đến nhà, chắc cậu sẽ bù đầu vì công việc. Còn cậu, chúng mình phải chuẩn bị để đối phó với tình hình mới. Bọn Mỹ đang giúp bọn Pháp kéo dài chiến tranh ở Việt Nam. Mình vừa nhận được khá nhiều tài liệu, cho mình xem được chứ? Chia tay rồi. Bây giờ đã có hoàn cảnh làm ăn yên ổn. Còn mình ở đây vẫn phải tiếp tục kháng chiến. Chúng mình tuy sống rất xa nhau nhưng vẫn rất gần nhau, vì đã cùng có lòng tin vào sự thức tỉnh của con người, cùng có khát vọng làm cho cuộc sống yên lành, tốt đẹp.